Xin chào mọi người, mình đã quay trở lại với series review về các thiết bị và giải pháp âm thanh. Như các bạn có thể thấy thì cuộc sống của chúng ta ngày càng hiện đại và phát triển. Đi cùng với đó là những yêu cầu về các sản phẩm vừa mang thiết kế đẹp lại vừa phải tích hợp nhiều chức năng. Bắt kịp với xu hướng đó thì rất nhiều các hãng sản xuất âm thanh đã cho ra đời những thiết bị như thế. Và hôm nay mình xin giới thiệu đến các bạn một sản phẩm vừa thiết kế nhỏ gọn lại tích hợp nhiều chức năng. Đó là bộ tăng âm liền mixer mang mã hiệu đó là A260DU đến từ thương hiệu Toa, một thương hiệu nổi tiếng đến từ Nhật Bản. Và ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về tính năng cũng như là thiết kế của sản phẩm này nhé. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng đi tìm hiểu chi tiết về sản phẩm tăng âm liền mixer này nhé. Đầu tiên thì mình sẽ nói qua về cái thiết kế và ngoại hình của sản phẩm này. Như các bạn có thể nhìn thấy ở đây thì sản phẩm cũng được thiết kế với một màu đen rất là cơ bản nhưng mà cũng rất là tinh tế và phù hợp với nhiều không gian để chúng ta lắp đặt. Bên ngoài thì được thiết kế bằng vỏ nhựa ABS, bền và chống va đập. Ngoài ra thì cái phần thân của sản phẩm thì được thiết kế bằng thép, bằng kim loại thì giúp cho cái sản phẩm của chúng ta về cái độ bền nó sẽ cao hơn. Và về hình thức thì đây nó là một cái hình hộp chữ nhật rất là nhỏ gọn thôi. Và khi chúng ta lắp đặt thì nó sẽ chiếm một cái diện tích khá là nhỏ. Vì vậy mà nó không hề ảnh hưởng đến cái không gian ở trong văn phòng hoặc là trong cái nơi chúng ta đặt cái sản phẩm này. Về trọng lượng của sản phẩm thì chiếc tăng âm liền mixer này chỉ nặng khoảng 2,6kg thôi, khá là nhẹ, vì vậy rất là dễ dàng cho chúng ta trong cái khoản là di chuyển và lắp đặt sản phẩm. Còn bây giờ thì mình sẽ giới thiệu qua cho các bạn về những cái phím chức năng ở mặt trước và mặt sau của sản phẩm. Bây giờ chúng ta sẽ cùng đi đến phần mặt trước của sản phẩm. Đầu tiên sẽ là nút on off là để tắt mở. Và khi chúng ta bật lên thì sẽ có đèn báo tín hiệu màu xanh như thế này. Và bên cạnh đó là nút điều chỉnh âm lượng tổng có ký hiệu là master. Thì đây chúng ta sẽ điều chỉnh âm lượng tăng dần theo chiều kim đồng hồ. Ok, tiếp theo đó là hai điều chỉnh. Tiếp theo đó là điều chỉnh AUX 1 và AUX 2. Thì ở đây chúng ta sẽ tăng âm lượng của cái cổng AUX 1 và AUX 2 có thiết bị ngoại pi. Còn bên cạnh đó là nút điều chỉnh âm lượng của mic 1 và mic 2. Tương tự như vậy thì chúng ta khi điều chỉnh sẽ vặn sang bên trái theo chiều kim đồng hồ để tăng âm lượng. Và phía ngoài cùng này đó chính là cái cổng để cắm mic 1 và mic 2. Có ký hiệu rất là rõ ràng ở đây, rất là trực quan. Thì chúng ta chỉ cần nhìn qua và chúng ta đã biết cái cách sử dụng của nó rồi. Thứ hai là về phía mặt sau của sản phẩm thì như chúng ta có thể nhìn thấy ở đây thì đầu tiên thì chúng ta có thể nhìn thấy đó là những cái đường layout ở đây. Và thứ hai đó là cái chân cắm của AUX 1 và AUX 2. Đây các bạn có thể nhìn thấy. Và bên cạnh ở đây chính là cái chân cắm của mic 1 ưu tiên. Thì ở đây khi mà chúng ta kết nối thiết bị ở đây thì cái mic 1 ưu tiên sẽ được ưu tiên phát cái tín hiệu đầu ra, cái âm thanh đầu ra cho loa. Và ở đây thì có tem của nhà phân phối, thì ở đây sẽ là nhà phân phối TCA là Trung Trình Audio. Và khi các bạn mua hàng ở đây sẽ là sản phẩm nhập khẩu chính hãng từ thương hiệu Toa của Nhật Bản. Và sản phẩm sẽ được bảo hành từ 12 tháng theo cái chính sách của nhà sản xuất. Nên các bạn hoàn toàn yên tâm về cái chất lượng cũng như là cái độ bền của sản phẩm. Có thể thấy thì chiếc tăng âm liền mixer A260DU của nhà Toa là một sản phẩm với thiết kế rất là nhỏ gọn, linh hoạt và trực quan, giúp chúng ta có thể dễ dàng trong quá trình sử dụng. Về chức năng của sản phẩm thì bây giờ mình sẽ liệt kê ra một vài những ưu điểm và những tính năng nổi bật của chiếc tăng âm liền mixer này nhé. Đầu tiên thì để nói về nguồn điện thì sản phẩm sử dụng nguồn điện AC 220V và công suất thì ở công suất đầu ra có thể lên tới 60W. Đặc điểm tiếp theo đó là loa trở kháng cao và loa trở kháng thấp thì đều có khả năng kết nối với thiết bị. Ngoài ra thì chúng ta có thể dễ dàng điều chỉnh được âm lượng của ngõ vào AUX và trên toàn hệ thống. Đặc biệt là chiếc tăng âm liền mixer này thì còn có một chức năng dành cho chiếc mic 1 là khi mic 1 này được nhận tín hiệu thì tất cả những cái đầu vào âm thanh như là mic 2 và các thiết bị ngoại vi khác thì sẽ tự động bị ngắt kết nối để nhường cho mic 1 khi mà phát đi cái thông báo của âm thanh đầu ra. Vì vậy mà nó có thể mang lại được một cái hiệu năng sử dụng cao hơn. Và với những tính năng và công suất như mình chia sẻ vừa rồi thì chiếc tăng âm liền mixer này là một sản phẩm rất là phù hợp để phát nhạc nền, phát đi thông báo trong các không gian như là nhà hàng, các shop thời trang hay là các phòng tập gym. Rất là tiện lợi và mang lại hiệu quả cao.
Bây giờ thì mình sẽ hướng dẫn các bạn về cách đấu nối và sử dụng cơ bản của sản phẩm này. Đầu tiên thì chúng ta sẽ bật công tắc nguồn của sản phẩm lên. Đấy, khi có tín hiệu báo màu xanh như thế này thì tức là sản phẩm đã bắt đầu hoạt động. Và ở cái mặt đằng trước này thì chúng ta sẽ có đầu mic 1 và mic 2. Thì ở đây thì mình đã chuẩn bị một cái chân mic như thế này, thì chúng ta sẽ cắm vào. Ok, khi mà chúng ta kết nối như thế này thì cái việc hoạt động, điều chỉnh thì chúng ta sẽ điều chỉnh âm lượng tương ứng là mic 1 như thế này, theo kiểu chiều kim đồng hồ và theo cái âm lượng mà chúng ta mong muốn. Còn để kết nối với cổng AUX thì chúng ta sẽ cắm chân left và chân right tương ứng ở đây. Thì mình sẽ cắm ở đây thôi. Và khi chúng ta kết nối AUX như thế này thì chúng ta sẽ kết nối với các thiết bị như là điện thoại hay là máy tính để chúng ta phát nhạc, phát thông báo, vân vân, rất là tiện lợi. Về cách sử dụng thì cũng vô cùng đơn giản. Để chúng ta chỉ cần để ý một chút là tất cả chúng ta đều có thể sử dụng được cái thiết bị tăng âm liền mixer này rồi. Để đánh giá về chiếc tăng âm liền mixer A260DU này thì mình có thể tóm gọn trong các yếu tố. Thứ nhất đó là nhỏ gọn, thứ hai đó là thiết kế rất là linh hoạt, thứ ba đó là tiện ích bởi nó tích hợp vừa là tăng âm vừa là mixer, và thứ tư đó là giá thành vô cùng hợp lý. Vì vậy mà các bạn nếu như mà đang muốn tìm một chiếc mixer và tăng âm liền với nhau, vì vậy mà những bạn nào đang có nhu cầu mua một chiếc tăng âm mixer cho các không gian như là nhà hàng, quán cà phê hay là các shop thời trang thì chắc chắn đây sẽ là một lựa chọn các bạn không nên bỏ qua. Và để biết thêm những thông tin kỹ thuật về sản phẩm hay các bạn đang có băn khoăn nào thì các bạn có thể liên hệ tới số hotline của chương trình audio đó là 0904 575856, hoặc để biết thêm những thông tin về các chương trình khuyến mại các bạn hãy liên hệ tới số hotline 0902 188 722 hoặc truy cập vào website tca.vn. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Xin chào và hẹn gặp lại. Chương trình audio, âm thanh sống động, công nghệ đỉnh cao. Hotline 0902 188 722.